Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amly. Chữ ký có model là Luckman L503S. Dòng này là mặt nhôm phay xước, màu vàng đậm rất đẹp nha các bạn. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Mặt núm là không tì vết, không vết trầy xước nha các bạn. Dòng Luckman 503XS là dòng đời cao của hãng Luckman nha các bạn, được sản xuất vào năm 1997 với giá xuất xưởng là 139.000 yên. Dòng này made in Japan, điện 100V và công suất 150W. Dòng này nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm thì công suất ra mỗi kênh là 110W một loa nha các bạn. Nếu loa của các bạn có trở kháng 6 ohm thì công suất ra mỗi loa là 90W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 65W, cũng tương đối lớn nghe các bạn, nên ghép được hầu hết các dòng loa Nhật, Mỹ, châu Âu từ bass 30 độ lại, rất tốt nghe các bạn. Đó. Âm thanh của Luckman thì các bạn đã biết rồi, nó rất là nhẹ nhàng bay bổng, nhưng mà riêng những cái dòng đời cao của hãng Luckman đó là tiếng rất sạch, rất trong và bass cũng rất là căng nghe các bạn. Với kích thước là chiều ngang là 46,7cm, rất là gấu, bề cao rất là cao, cao tới 17,9cm và hậu sâu là tới 44cm và máy nặng 14kg. Sau đây mình nhìn vào tổng thể máy đó, các bạn nhìn máy rất đẹp, rất cân đối, hài hòa. Ở giữa có một màn hình, đó là dòng chữ ký Luckman. Bên đây có nhận hiển thị là remote sensor, là dùng để nhận khiển. Máy mình chưa vệ sinh, nó còn bụi. Dừng khiển. Ở đây là nút standby, là khi các bạn tắt máy bằng khiển thì nó sẽ đỏ đèn. Đó. Ở đây là speaker, là AB, là đánh được hai cặp loa riêng biệt. Đây light tray là mình giống như là những dòng Amply, Đờ Nông, Sansui, Marang, nó là direct các bạn. Các bạn nghe light tray thì đèn sẽ đỏ. Đơn giản các bạn ha. Bên cạnh đó là có hai cái núm hai bên rất cân đối. Núm bên phải là volume, đó các bạn có thể chỉnh bằng tay hoặc khiển. Đó. Núm bên trái là những input selector, là ngõ vào RCA đó các bạn. Đó. Nó có CD, tape, tape 1, tape 2, phono, đĩa thang. Đó, tuner, line 1, line 2 và ba lăng, cộng ba lăng đây, nằm bên đây. Hiện tại mình đang kết nối cái đường RCA là CD thì mình bật qua CD. Đó. Sau đây mình quay nội thất cho các bạn xem. Nhìn vào nội thất thì các bạn thấy có một tăng phô nguồn nè, nằm bên góc trái, rất mới, nó dính keo thôi nghe các bạn, lâu ngày dính keo, nhưng mà tổng thể là tăng phô các bạn nhìn như mới luôn các bạn. Sườn chassis ở dưới là còn như mới luôn các bạn. Đập vào mắt là có một cái tảng giải nhiệt rất là trơn, nó nằm dọc đây nè. Tảng giải nhiệt 4 lớp, 4 thanh, các bạn thấy không? Sau lưng tảng dây nhiệt á, thì nó có là hai bo mạch công suất, bo mạch bên trái và bo mạch bên phải. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Ở đây có hai cái diode nghe các bạn, dành cho hai bo mạch. Đó, đây là bo mạch công suất, nó có chữ Luckman PD-B6 đó, các bạn thấy không? Đó. Bên này có hai tụ lọc nguồn nằm ngang nghe các bạn. Đây, thông tin của nó đây các bạn. Bên đây là bo mạch công suất đầu ra này các bạn. Đó, đây là tín hiệu phần rề, nó nằm ngay chỗ này, nó có cái chữ Luckman, chỗ chữ xanh này các bạn, năm cái bảng mạch màu xanh là bo mạch tín hiệu đầu vào này các bạn. Rất đơn giản các bạn ha. Ở đây là bo mạch phần rề này các bạn. Đây là chiếc áp của volume này các bạn, rất là to các bạn ha, chiếc áp volume này. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản, không có mối châm hàn, dưới là còn như mới. Ở đây là chiếc áp của cái ngõ vào selector này các bạn. Rất đơn giản các bạn ha. Rồi sau đây mình quay mặt sau và hai bên cho bạn xem. Bên đây là sườn sắt còn như mới, không có trầy xước nha các bạn. Bên trái tất cả các cạnh này các bạn, không tì vết, rất là đẹp luôn. Đó, không vết chấm phẩy chấm gì hết, con mèo luôn nha các bạn ha. Còn bên trái cũng vậy, rất là đen, rất là đẹp, như mới luôn các bạn. Ở đây những tụ các bạn nhìn tôi nằm ngang rất là ngăn nắp, rất gọn gàng, nhìn tổng thể máy rất là đẹp. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem.
Đó. Rồi các bạn nhìn vào mặt sau á là các bạn thấy rất là vàng, tất cả các giác tín hiệu được mà vàng nè các bạn. Đó, ở đây là đường tiếp mát nè, phono CD tuner line 1 line 2, còn như mới chưa có dấu hiệu cắm rút, các bạn thấy nó ống vàng lên luôn. Tép 1, tép 2, red out monitor, đó cũng là như mới luôn các bạn. Rồi thông tin như sau, serial number là 091B, IC 100V 150W. Ở đây là Luckman L503S, Interray Amplifier là tinh âm ly tích hợp, Luckman Corporation sản xuất tại Nhật ha, Tokyo Nhật Bản. Đây có cổng ba lăng này các bạn, để các bạn kết nối vang số lọc xì hay là các bạn kết nối với CD hay là nhật đầu giải mã có đường ao ba lăng thì tín hiệu của đường ba lăng sẽ cao hơn gần gấp đôi so với đường RCA thông thường. Đã, tiếng rất tốt. Dòng này đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có được kháng từ 4-16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 8-16 ohm, rất đơn giản các bạn ha. Đó. Ở đây nó có một cái AC outlet này các bạn. Đó, nguồn phát phụ AC outlet công suất là 300W cho các bạn tha hồ cắm rút những nguồn phát phụ, các bạn thể gắm vào đây sử dụng điện đây. Ở đây nó có một cái live phase sensor. Live phase sensor tác dụng để làm gì? Nhiều bạn có dòng âm ly đời mới Luckman như đợt vừa rồi, cách đây 2 hôm mình cũng có giới thiệu con Luckman L570, nó cũng có cái live phase sensor. Thì hôm nay mình cố tình mình gắm ngược cho các bạn xem trước ha. Nếu các bạn gắm thông thường vào điện thì các bạn rờ tay ngay chỗ này. Đó, các bạn thấy đèn đỏ không? Đèn sáng không? Đèn đỏ nè. Đó, thì các bạn đổi lại cầu điện từ trái qua phải cho mình, thì khi đó các bạn thả ra cả bạn rờ tay vào thì đèn nó không sáng, khi đó sẽ đúng. Còn hiện tại nó các bạn rờ vô đèn sáng là các bạn cắm chưa đúng ha. Các bạn đổi ngược cầu điện lại. Tác dụng của cái live phase sensor này là thứ nhất là để âm thanh ra sẽ chuẩn hơn. Cái thứ hai là độ bền của máy sẽ cao hơn. Rồi sau đây mình đi chi tiết mặt trước cho các bạn xem ha. Đây volume tổng này bạn. Đó. Ở đây là cái phần là nút nguồn này bạn. Đó. Ở đây có phone để các bạn sử dụng tai nghe. Ở đây red out selector là đường thu. Có những đường tuner CD line 1, line 2, line 3 và test 1, test 2 phono đó. Cái đường này mình ít sử dụng nha các bạn. Đó, khi nào các bạn sử dụng phần thu thì bạn sử dụng. Đánh được hai cặp loa này bạn, A này đèn sáng này nè. B này, đó các bạn thấy không? A B này, hai cặp đèn cùng sáng cùng lúc là các bạn đánh hai cặp loa cùng một lúc. Hiện tại mình đang kết nối cặp A. Rồi. Cái này mode selector thì nó có stereo. Các bạn dry nè, channel nè, mono nè. Đó. Các bạn chuyển qua led channel nè thì tiếng này sẽ khác nhau và theo nhu cầu nghe nhạc vừa tai bạn, các bạn có thể chỉnh những cái cân bằng của mode selector phù hợp. Đó. Rồi bass nè bạn. Xin thời gian đừng trôi qua thật nhanh. Trong con tim em nhiều điều muốn nói. Nói tiếng yêu thương cho dù biết sẽ rất rõ và ha. Trép nè bạn. Dù dọc phương xa đâu đêm đầy sao, sống ngất cả anh chẳng đêm này. Thì lòng em đúng mãi mãi vì nhau. Rất lên keng. Ba lăng này các bạn. Rồi. Ở đây là light train nè, đây các bạn nhìn đèn sáng nè, đó các bạn ứng vào, đó là khi này giống mình nghe direct là không có chỉnh được bass trap nha bạn, đó nó đánh trực tiếp không qua phần rè là light train. Rồi cái này subsonic nè bạn, rồi cái này loudness nè bạn. Em rất rõ các bạn thấy không? Rồi mình giảm ra. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn. Vào đôi mắt em thấy hết bao nhiêu ân tình. Chỉ mình anh thôi làm em vẫn vương yêu thương trên đời. Rồi một ngày nào anh có nhớ em đã đến bên người.
ngọt ngào môi hôn, nồng say ngất ngây em trao cho người. Khi hạt mưa nhẹ rơi nhanh ngoài hiên, khi bao yêu thương ngủ về trong gió, có thấy trong tim vang lại khúc ca già già. Dù rằng phương xa đó đêm đầy sao, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, thì lòng em luôn mãi mãi ghi nhớ tình ta sắc hơn bầu trời. Có khúc ca yêu thương chìm trong tay người, có ánh mắt đôi môi cùng nhau đắm đuối, có anh đã cùng em vui trọn đêm nay. Dù rằng phương xa đó đêm đầy sao, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, thì lòng em luôn mãi lắng nghe một đoạn nhạc. Trong khi các bạn lắng nghe thì mình đã gắn cái nắp lưng của nó. Nắp lưng là nắp lưng ốp gỗ nha các bạn. Nguyên zin nguyên bản, không trầy xước, không cứng mót nha các bạn. Còn rất mới nguyên zin. Đó, mình quay cận cảnh ở đây có một cái lưới tản nhiệt nè các bạn. Ốp là còn như mới luôn các bạn. Đó, tất cả các cạnh là còn vuông thành sắc cạnh, rất đẹp. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Đó, mình đã quay chi tiết cận cảnh từng ngóc ngách chi tiết, nội thất và mặt cho các bạn xem và đánh giá. Máy mình bán ra có cam kết nguyên zin nguyên bản và hoạt động hoàn hảo. Mình có bảo hành 3 tháng cho các bạn sử dụng nên các bạn an tâm. À, với giá chỉ là 21.500.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số 0903 747 111. Mình có ship toàn quốc nghe các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.